Thượng đỉnh Donald Trump, Kim Jong-un lần hai, nhiều lạc quan, ồn ào, không kết quả. Cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tại Hà Nội đã đột ngột kết thúc, không có bữa ăn trưa chung mà cũng không có lễ ký kết như đã dự kiến. Nhà Trắng xác nhận hôm 28 tháng 2 năm 2019 không đạt được thỏa thuận nào cả. Hai điểm chính gai góc trong đàm phán là phi hạt nhân hóa và gỡ bỏ trừng phạt đều bế tắc. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian làm việc với tinh thần xây dựng. Các ông Kim và Trump đã rời địa điểm hội nghị trong khách sạn Metropole bằng các đoàn xe riêng của họ. Đoàn xe ông Kim về khách sạn Melia, còn đoàn của ông Trump về khách sạn Marriott. Sau đó, ông Trump đã có cuộc họp báo và cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra tích cực và sẽ còn tiếp tục. Bắc Hàn có tiềm năng lớn. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian làm việc với tinh thần xây dựng, nhưng mà chúng tôi cảm nhận rằng ký kết một cái gì đó không phải là ý tưởng hay. Thời điểm ký tuyên bố chung còn chưa đến, còn có những giải pháp khác nhau. Một điểm tranh cãi là các lệnh trừng phạt. Ông Kim đã đưa ra những cam kết để Mỹ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt, nhưng những cam kết đó chưa đủ đối với Mỹ. Họ sẵn sàng từ bỏ phần lớn cơ sở hạt nhân, nhưng lại không phải những nơi chúng tôi muốn, ông Trump nói. Vì thế, các lệnh trừng phạt vẫn phải tạm thời còn giữ nguyên. Ông Kim đã đồng ý rằng Bắc Hàn sẽ không tái tiến hành các thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Các cuộc đàm phán còn tiếp tục. Văn phòng Tổng thống Mỹ cũng nói cuộc gặp là rất tốt và có tính xây dựng. Trong đó có nêu những giải pháp cụ thể về việc hủy bỏ vũ khí hạt nhân và phát triển kinh tế Bắc Hàn. Các đoàn đàm phán sẽ còn gặp nhau trong tương lai, nữ phát ngôn nhân của ông Trump, bà Sarah Sanders, cho biết. Mục tiêu vẫn là phi hạt nhân hóa. Các cuộc nói chuyện giữa hai chính trị gia đã diễn ra trong phòng kín. Đặc biệt, các bước cụ thể trong yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Mỹ đã nhắc lại nhiều lần Bắc Hàn phải từ bỏ các cơ sở hạt nhân một cách hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm tra được. Lãnh đạo Bắc Hàn đòi hủy bỏ các lệnh trừng phạt và rút quân Mỹ khỏi Nam Hàn. Ông Trump đã rời Hà Nội vào lúc 15h50 giờ Việt Nam. Chuyên cơ không lực 1 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cất cánh rời sân bay Nội Bài, Hà Nội. Quý vị vừa nghe qua bài của Nguyễn Thanh, Thời báo.de, qua phần trình bày của Ý Nhi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi.